Anh về rồi hả? Trời ơi. Sai hả con? Chào ba má. Chào em. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Anh say quá à. Để em pha nước chanh cho anh uống nha. Đâu rồi? Giờ bé của tôi đâu? Lát nữa anh sẽ được gặp. Cổ đang ở dưới nhà kho. Cái gì? Ở nhà kho hả? Tôi như vậy mà phải xuống nhà kho ngủ hay sao? Hả? Chứ giờ nhà không còn phòng nào trống hết trơn á. Còn cái phòng trống dành để tiếp khách đóng cửa quanh năm đó, sao mở cửa cho người ta ở? Bác ở nhà kho. Nói tiếng là cái nhà kho nhưng mà nó đàng hoàng sạch sẽ, vẫn hơn là cái chòi của ba cô ấy. Nhưng mà má cũng đã mua sắm đầy đủ tiện nghi trong đó rồi, nó như cái phòng riêng vậy thôi à. Không thể chấp nhận được. Tôi như vậy mà phải xuống ở cái nhà kho. Rồi mai mốt bà muốn con của tôi sinh ra ở nhà kho, lớn lên ở nhà kho luôn hay sao? Mắc cười quá. Anh à, nhưng mà anh. Xin thưa, tôi đi đây. Bạn tôi nó đang chờ, chờ tôi qua nhà nó tâm sự. Mấy năm rồi tụi tôi chưa gặp nhau. Phan à, con nói đúng. Không lẽ cháu ngoại của ba mà cho nó ở nhà kho sao được? Không, Hả? ba làm sao vậy? Được, ba đã hứa thì ba nhớ giữ lời đó nghe. Thanh, ủa cậu sao cậu không ở nhà chơi với mợ cho vui, nắng nôi mà đi theo tôi làm gì? Vui cái gì mà vui, suốt ngày cứ bắt tao uống thuốc rồi làm cái chuyện tao không thích không à, mệt tới bà. Chuyện gì mà cậu không thích? Thì cái chuyện mà làm cho có em bé đó, tao làm hoài thấy có em bé gì đâu. Nè, Dạ, sao mày cười? tại tôi thấy cậu giờ đúng là người chồng rồi đó, tôi mừng. Nhưng mà có điều như vậy nè, muốn có con phải từ từ, chứ đâu mà muốn có là có liền được. Nhưng mà vợ tao dữ, hối tao, bắt tao làm hoài tao mệt chứ sao. Cậu, người ta có vợ người ta thích thêm một, cậu nói kỳ vậy? Chắc là vợ của người ta thương người ta, còn vợ tao á, nó không có thương tao. Nó cứ cào cấu, gịch tao cứ ngắt à, không buông cho tao thở nữa. Cậu, chuyện vợ chồng cậu tự nhiên cậu đi nói với tôi làm chi? Thì tao nói cho mày biết là tao đang khổ. Ai biểu hồi đó mày xúi tao, mày nói là lấy vợ vui lắm, sướng lắm, còn bắt tao học làm chú rể nữa. Riết rồi không có tối nào tao ngủ yên hết á. Giờ tao buồn ngủ nè, phải đi theo mày ra đây đặng kiếm chỗ ngủ á. Nếu vậy á, để tôi cắt lá chỗ tán cây kia kìa, lót cho cậu ngủ. Tôi cắt cỏ xong rồi kêu cậu về. Thôi, vậy thôi mày đi cắt cỏ đi, tao tự lo được, đi đi. Được không á? Được. Vậy cậu chờ tôi nghe. Quỳ đi đâu đây? Em ra đây để cho anh hay tin này nè. Tin của Lan hả? Dạ không có. Tin của chị Lan á thì em với tí cũng trông lắm. Nhưng mà tí nói á, để năm nữa nửa tháng nữa rồi ra nhà dì Mai hỏi thăm coi sao. Vậy chứ tin gì? Đố anh biết á. Anh không biết, nhưng mà nhìn thấy em vui như vậy á, anh cũng mừng. Vậy để em nói cho anh nghe nha. Ừ, em nói đi. Tí đã đồng ý cho hai tụi mình qua lại với nhau rồi. Em nói thiệt hả? Thiệt. Tí còn nói á, là bạn tay của má xong sẽ cho hai tụi mình cưới nhau luôn á. Hay quá. Cha đã quá, đã quá, đã quá, đã quá, đã quá. Anh sao vậy? Anh mừng quá Huệ ơi. Thank you.
Cô đi vô ngủ đi, tôi qua phòng khác. Anh à, lần đầu em muốn ba người gặp nhau, dù gì mình cũng là một gia đình mà. Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi á để tôi tự giải quyết. Mà nghĩ cũng lạ, tốt bụng đi cưới vợ bé cho tôi mà tôi sang phòng gặp người ta lại không muốn là sao hả? Em chỉ muốn giới thiệu để biết chào hỏi nhau thôi. Cô đừng có làm bộ. Cô nghĩ là cô có thể qua mặt được tôi hay sao? Nhưng mà ít ra thì em cũng có quyền. Cô có muốn người khác biết chuyện của tôi và cô hay không? Không đúng không? Vậy thì người ta cũng như vậy. Chúc cô ngủ ngon. Sao lại là cô? Đừng nói với tôi cô là vợ bé của tôi nha. Tệ Phan. Thì ra đúng là trái đất rồi. Nói, cô nhận bao nhiêu tiền để làm chuyện này hả? Dạ, em xin thầy, thầy đừng có đuổi em. Em không có tiền trả lại đâu. Nếu mà thầy không ưng, thầy đuổi em là cả nhà em chết đó. Thôi đủ rồi, cô đừng có khơi gợi lòng thương hại nơi tôi. Cô đã kể cho tất cả mọi người biết về quá khứ nghèo hèn, khổ sở và nợ nần chồng chất của má con tôi rồi đúng không? Chính vì vậy nên bọn họ mới thuê cô vô đây nhằm để quan sát và theo dõi tôi, có đúng không? Dạ không có. Tại má em mất, mà nhà em không có tiền lo hậu sự, cho nên em mới... Thôi, cô im ngay. Tôi không có dư thời gian để mà nghe câu chuyện do cô sáng tác nhằm khơi gợi lòng trắc ẩn của tôi đâu. Vô ích lắm. Dạ thưa thầy, em không có dám. Cho dù cô có kể về quá khứ của tôi cho mọi người biết thì tôi cũng không sợ. Tôi là vậy đó, bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ mong được đổi đời thôi. Sao, cô khinh bỉ tôi lắm mà? Dạ không có. Coi là bản thân mình đi, có hơn gì tôi không? Bản thân vì hoàn cảnh à, chẳng qua là cô muốn sanh con với tôi để mong một bước lên bà đúng không? Dạ không có đâu thầy. Được thôi, tôi sẽ cho cô biết ăn được đồng tiền của nhà giàu nó chua chát và túi dục đến cỡ nào. Muốn sanh con với tôi hả? Được thôi, tôi sẽ làm theo ý nguyện của các người. Đừng hòng biến tôi thành con cờ trong tay của các người. Cả cô và Hồng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Thế đi, tôi không thích nhìn bộ dạng quê mùa của cô như vậy.